Lực lượng chức năng phường 4 và phường Phú Khương thành phố Bến Tre tiến hành kiểm tra, đảm bảo trật tự hành lang, an toàn giao thông tại đường Phan Đình Phùng. Đường Phan Đình Phùng là tuyến đường nằm giữa phường 4 và phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Hai bên lề đường có rất nhiều hộ buôn bán, vào lúc cao điểm tình hình giao thông tại nơi đây diễn ra phức tạp do người dân tự ý lấn chiếm lòng lề đường để mua bán, trao đổi hàng hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự giao thông. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ kinh doanh dỡ bỏ các vật dụng, hàng hóa chiếm dụng dĩa hè, lòng đường. Đồng thời, tiến hành lập biên bản nhắc nhở đối với các hộ kinh doanh vi phạm lần đầu về chiếm dụng dĩa hè, lòng đường làm nơi buôn bán và lập biên bản cảnh cáo đối với những hộ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm. Việc tra quân kiểm tra trật tự hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường của các địa phương là một trong những hoạt động thường xuyên thực hiện đúng theo chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, giúp nâng cao ý thức của người dân trong việc đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông, xóa bỏ tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo môi trường sống yên bình cho người dân. Thời gian tới, phường 4, phường Phú Khương và các địa phương khác tại thành phố Bến Tre sẽ tiếp tục ra quân kiểm tra trên các tuyến đường khác, kết hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.